Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa trình Thủ tướng Chính phủ đề xuất phương án mở lại hoạt động du lịch quốc tế và nội địa trong bối cảnh bình thường mới bằng đường không, đường bộ và đường biển từ ngày 15 tháng 3. Hiện nay, Việt Nam đã trở thành một trong 6 nước có độ bao phủ vaccine lớn nhất thế giới. Vì vậy, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đề xuất sớm mở cửa để khôi phục hoạt động du lịch trong bối cảnh bình thường mới với phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Bộ cũng đề xuất Thủ tướng phương án từ nay đến ngày 14 tháng 3 tiếp tục triển khai chương trình thí điểm giai đoạn 2 đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam. Từ ngày 15 tháng 3, mở lại hoạt động du lịch quốc tế và nội địa trong bối cảnh bình thường mới, phù hợp với thời gian triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của Chính phủ. Đối với hoạt động du lịch nội địa, đề xuất địa phương công bố mở cửa, đón và phục vụ khách theo từng cấp độ dịch, gắn với biện pháp đảm bảo an toàn dịch bệnh tương ứng.